Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình là Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ không đi chiếc R15V3 của mình mà mình đang đi chiếc Vision. Ok, thì xe của mình đang đậu ngoài kia. Còn là hôm nay mình sẽ chở mẹ mình đi bằng chiếc này. Theo xu thế và phong trào. Thì đi xe Vision đang là phong trào. Ok, thì nếu như mà các bạn đi mà đi hai người á thì các bạn sẽ thấy cái sự bất tiện của chiếc R15V3. Sự bất tiện gọi là vô cùng. Thì hôm nay mình chở mẹ mình đi thì mình đi chiếc này. Rất là thoải mái. Đúng là tay ga nó có một cái sự lợi hại của xe tay ga nha các bạn. Chiếc này thì cũng không phải là mới mẻ gì đâu, chiếc này cũ rồi. Mà cảm giác thì chạy vẫn rất là ok, vẫn rất là ga là chạy, kéo là đi, nhưng mà sức mạnh thì nó không thể mạnh bằng chiếc xe côn tay được. Mà mình cảm giác thì đi này đi chợ được, đi. Còn đi mà để cho nó có phấn khích thì lại không đi được, rất là nhàm chán. Ok, thì chiếc này là Vision nha các bạn. Thì mình thấy các bạn chơi Vision nhiều nên mình cũng mượn xe chị mình đi chơi. Đi cho nó có gọi là phong trào. Tuy là xe 110 nhưng mà chạy cũng khá là ổn đấy. Chở hai người cũng khá là ổn áp. Tại vì nó không có yếu đuối, nó chạy rất là ok. Máy móc rồi cũng được. Tuy là cũ nhưng mà xe này thì bảo hành bảo dưỡng thường xuyên đó, cũng rất là ok. Chỉ có là phải thay cái bình mới, tại vì bình cũ để không được. Tức là đi cái gương này là gương kiểu, gương rất là khó nhìn. Thì mình đã thay một chiếc gương da Z. Nhưng mà hàng hàng phay thôi, không phải hàng zin đâu. Thì cái này là cái gương bên trái nhé. Ở gương bên phải mình lắp qua bên trái nên là mình phải bẻ ngược như thế này. Tại cái gương này mình thích nhìn hơn, cái gương này nó dễ nhìn. Phải thì đi ở đây phải đi từ từ, nó có bắn tốc độ lên trên kia dễ bị bắn lắm. Nhưng đi xe này thì chúng ta thảnh thơi được cái là chỉ có ga và chạy thôi, không phải làm gì nhiều, nhưng mà không có cái cảm giác bứt tốc bắn côn độ nó sung sướng như thế kia.